Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục đến với phần 2 bản tin FBNC Thế giới với những nội dung như sau. Tăng trưởng trên thị trường lao động cho thấy kinh tế Mỹ đang vào guồng tăng tốc sau đợt lạnh khắc nghiệt kéo dài từ cuối năm ngoái sang đến đầu năm nay. Số liệu mới công bố cho thấy số việc làm mới được tạo ra trong tháng 3 đã có mức tăng đáng kể. Kinh tế Mỹ đã ấm lên sau đợt lạnh đầu năm gây ảnh hưởng đến cả sản xuất và dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn neo ở mức 6,7%, nhưng trong tháng 3 năm 2014, số việc làm mới được tạo ra là 192.000 việc làm. Giới chuyên gia cho biết, thông tin về số việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp đặt trong mối tương quan với kỳ vọng của giới đầu tư về lãi suất thì đây là một thông tin tích cực. Điều đó cho thấy thị trường đang diễn biến tăng trưởng tốt nhưng không quá đột ngột. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể vẫn sẽ giữ mức lãi suất như hiện tại trong dài hạn, và đó là điều mà thị trường mong muốn. Toàn bộ số việc làm mới được tạo ra đến từ khu vực tư. Dù thị trường bất động sản chưa hết khó khăn, nhưng ngành xây dựng đã có tăng trưởng lao động tích cực suốt 3 tháng đầu năm. Ngành sản xuất sau khi tạo việc làm mới suốt 7 tháng thì đã quay đầu cắt giảm 1.000 nhân công trong tháng 3. Mặt khác, ngành bán hàng cũng có tăng trưởng việc làm tốt. Bức tranh toàn cảnh việc làm Mỹ vẫn tiếp tục được cải thiện, nhưng một yếu tố quan trọng là lương trung bình một giờ lại giảm xuống. Thị trường việc làm đang tiến triển tốt, những cơn bão tuyết giá rét mùa đông đã đi qua, 192.000 việc làm đã được tạo ra trong tháng 3. Lĩnh vực việc làm tư đã trở lại thời điểm trước suy thoái kể từ năm 2008 và đang trên đà phát triển tốt. Thị trường lao động ở lĩnh vực xây dựng đã quay trở về thời điểm trước năm 2008, nhưng các lĩnh vực khác như là y tế vẫn chưa phục hồi, cho nên còn rất nhiều việc phải làm. Thực tế, số người Mỹ trong độ tuổi lao động bắt đầu gia nhập thị trường đã bắt đầu tăng. Họ cũng làm việc nhiều giờ hơn, trung bình là 34 tiếng rưỡi một tuần. Điều này cho thấy lòng tin vào thị trường lao động đã tăng cùng với sự cải thiện của thời tiết. Tôi nghĩ rất nhiều người thất nghiệp đã có thể quay trở về làm việc trong tháng này. Tuy nhiên, lương trung bình một giờ có chiều hướng giảm xuống. Thật đáng thất vọng khi chứng kiến lương giảm trong một vài tháng qua, nhưng nếu tăng lương, có thể chúng ta sẽ phải đối mặt với áp lực lạm phát. Không ngạc nhiên gì khi báo cáo thị trường lao động cho thấy bức tranh toàn cảnh đã sáng sủa hơn, mặc dù vẫn còn đôi chút nguy cơ khi Fed bắt đầu tăng lãi suất. Theo ước tính của giới chuyên gia, Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cần phải mua vào số tài sản trị giá 1.000 tỷ euro, tức khoảng 1,4 ngàn tỷ đô la mới có thể tăng tỷ lệ lạm phát thêm 0,2%. Dù tuyên bố sẵn sàng đưa ra gói định lượng, ECB vẫn chưa công bố thời hạn cụ thể thi hành biện pháp này. Ước tính này được công bố một ngày sau khi ECB cho biết đang chuẩn bị để tung ra chương trình mua trái phiếu, ngăn Eurozone rơi vào tình trạng giảm phát. Gói QE của ECB có thể được tung ra theo hai cách. Thứ nhất, 1.000 tỷ euro sẽ được dùng để mua trái phiếu trong vòng một năm, hoặc 80 tỷ euro sẽ được tung ra hàng tháng. Việc mua một lượng lớn tài sản như trên có thể dẫn đến nhiều rủi ro. Chẳng hạn, ECB có thể mua phải những khoản nợ xấu của những định chế thiếu năng lực. Tỷ lệ lạm phát hiện nay của Eurozone chỉ là 0,5%, bằng 1/4 so với mục tiêu của ECB. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức cho biết, nếu ECB buộc phải mua tài sản, thì ông sẽ ưa thích các khoản nợ ở khu vực tư nhân hơn. Việc mua lại trái phiếu tại Eurozone khó hơn ở Anh và Mỹ với những lý do liên quan đến chính trị và bộ máy hoạt động. Hiện nay ECB chưa đưa ra thời hạn cụ thể để tung ra gói QE. Trong một chuyến viếng thăm Pháp vào cuối tuần qua, Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhận định tăng trưởng kinh tế châu Âu một phần phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế Pháp, nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu. Vào ngày 4 tháng 4 vừa qua, ông Martin Schulz, Chủ tịch Nghị viện châu Âu, cũng là ứng cử viên cho chức Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã có cuộc gặp gỡ Tổng thống Pháp, ông François Hollande. Ông Martin Schulz nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ Pháp hiện tại là kiềm chế mức thâm hụt ngân sách xuống còn 3% GDP, theo đúng yêu cầu của Liên minh châu Âu-EU. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, ông Michel Chapin cho biết, Pháp đang đề nghị EU gia hạn thời gian cho mục tiêu này, vốn đã được EU ấn định là năm 2015. Tôi nghĩ cái chúng ta cần hiện giờ là phục hồi kinh tế. Pháp và Đức là hai nền kinh tế lớn nhất, đóng góp tới hơn 50% GDP của toàn khu vực Eurozone. Để phục hồi kinh tế Eurozone, thì kinh tế Pháp phải phục hồi trước nhất. Nói về cuộc bầu cử ở Pháp và xu hướng thắng thế của phe cựu hữu trước đảng xã hội của Tổng thống François Hollande, ông Schulz cũng cho biết người Pháp cũng như châu Âu sẽ ủng hộ phe nào cải thiện được mức sống của họ sau nhiều năm thắt lưng buộc bụng vì khủng hoảng. Cuộc bầu cử Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kể từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5. Thưa quý vị, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli đã chủ trì lễ khánh thành hệ thống tàu điện ngầm mới của đất nước này diễn ra vào ngày 5 tháng 4.
Hệ thống metro đầu tiên của đất nước Trung Mỹ dài 14 km với tổng cộng 11 trạm dừng. Hành khách giờ đây đã có thể đi lại xuyên qua thủ đô chỉ trong vòng 22 phút và người dân hy vọng hệ thống giao thông mới và hiện đại sẽ giúp cải thiện đáng kể tình trạng giao thông tồi tệ ở Panama City. Hệ thống metro này đang làm thay đổi cuộc sống của người dân Panama và tôi muốn nói là giá vé sẽ rất rẻ. Chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển miễn phí trong vài tháng đầu tiên nhằm khuyến khích người dân làm quen với loại hình giao thông mới này. Công ty xây dựng Brazil Odebrecht đã được trao hợp đồng xây dựng hệ thống metro này và công trình đã kéo dài gần 3 năm với tổng chi phí 2 tỷ đô la Mỹ. Đã gần một năm sau công bố, Ả Rập Saudi sẽ xây dựng tuyến metro Riyadh với tổng vốn đầu tư hàng tỷ đô la. Cuối tuần qua, Ả Rập Saudi đã chính thức khởi công tuyến metro đầu tiên. Đây được coi là một khoản đầu tư công khổng lồ của Ả Rập sau 2 năm kiếm lời từ giá dầu tăng cao và cũng là một động thái thay đổi diện mạo của vương quốc này sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Dự án này bao gồm 6 tuyến metro với tổng chiều dài 176 km. Đây là dự án giao thông công cộng lớn nhất trên thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta khởi công xây dựng tuyến metro lớn nhất thế giới sau một thời gian dài nghiên cứu và lên kế hoạch. Đã đến lúc chúng ta đưa nó vào hiện thực. Tổng vốn đầu tư của dự án này lên tới 22,5 tỷ đô la Mỹ và nhà thầu chính thức sẽ là ba liên doanh tập đoàn thiết kế xây dựng của nước ngoài. Hãng xây dựng của Mỹ Bechtel Corp cùng với một số liên doanh trúng gói thầu gần 10 tỷ đô la Mỹ cho 2 trong 6 tuyến metro này. Liên doanh ba nhà thầu là Fomento de Construcciones y Contratas của Tây Ban Nha, Alstom Transport của Pháp và Samsung C&T Corp của Hàn Quốc thì trúng gói thầu gần 8 tỷ đô la Mỹ cho 3 tuyến metro. Các gói thầu còn lại thuộc về liên doanh Ansaldo STS của Ý, Bombardier của Canada và Larsen & Toubro của Ấn Độ. Những hợp đồng này như những con cá lớn dành cho các hãng xây dựng phương Tây trong bối cảnh thị trường nội địa chưa hồi phục hoàn toàn. Giáo sư Edgar Gerber đến từ hãng Gerber Architecting International cho biết, với số vốn bỏ ra, dự án này sẽ trở thành một dự án mang tầm vóc quốc tế và mang tính biểu trưng cho Ả Rập Saudi. Đây là một dự án có thiết kế rất độc đáo, không giống với bất kỳ dự án metro nào khác trên thế giới, bao gồm cả việc xây dựng kèm theo nó một công viên cây xanh. Ông Pierre Barnati, nhà tư vấn cho tuyến metro số 3 của dự án thì cho biết, dự án sẽ có tác động lớn tới nhiều đối tượng. Đây là dự án metro lớn nhất thế giới, vì vậy nó sẽ làm nên lịch sử của Ả Rập Saudi, nó còn sẽ thay đổi bộ mặt của Riyadh, giúp phát triển kinh tế và làm cho bộ mặt của Riyadh đẹp hơn, qua đó cải thiện mức sống của cư dân tại đây. Giới chuyên gia cho rằng, có thể tuyến metro mới sẽ không thể thuyết phục được nhiều người Ả Rập từ bỏ thói quen sử dụng phương tiện riêng, như là một bước tiến mới giúp cho nước này hạn chế ách tắc giao thông. Mặt khác, tuyến metro này sẽ giúp ích cho những người nghèo tại đất nước giàu có này, họ không cần phải có một khoản tiền lớn để mua một phương tiện di chuyển. Chưa kể phụ nữ Ả Rập Saudi cũng đi lại thuận tiện hơn bởi vì vốn Ả Rập không cho phép phụ nữ được lấy bằng lái xe. Dự án này dự kiến hoàn tất vào năm 2019 và tạo thêm việc làm cho 10.000 lao động. Mặt khác, Ả Rập Saudi còn dự định hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng ở một số thành phố như tuyến xe buýt ở Mecca hay tuyến đường sắt dài 2.750 km nối liền Riyadh và khu vực phía bắc nối với Jordan. Vốn đầu tư cho những dự án này lên tới 16,5 tỷ đô la Mỹ. Chính phủ nước này cho biết dân số Riyadh dự kiến tăng trưởng từ 6 đến 8 triệu người trong vòng 10 năm nữa. Điều này thúc đẩy việc phát triển tuyến metro như một bước đi cần thiết nhằm tránh cho giao thông không bị quá tải. Giới chuyên gia cho biết, nâng cấp cơ sở hạ tầng sẽ là một cách giúp cho Ả Rập Saudi đa dạng hóa nguồn lực nhằm vào tăng trưởng kinh tế, tránh phụ thuộc vào giá dầu thế giới vốn dao động bởi nhiều yếu tố mà chủ yếu đến từ căng thẳng tại một số khu vực địa chính trị trọng yếu. Minh Viên xin mời quý vị tiếp tục với kênh FBNC, chúng ta sẽ đến với những câu chuyện nổi bật ở phần cuối cùng. Chứng khoán thế giới diễn biến thận trọng bởi nhiều thông tin trái chiều. Hơn 1 triệu người dân Brazil đã biểu tình chống World Cup